sợ phải mang quân là ngại hạnh phúc này đấy, slave phép là tự do đấy, thì cũng giống như cái mẫu của Việt Nam mình thôi. Còn đây là miết tổ phum là tổ quốc, Campuchia là ghi nhận cái Ghi công nhận lao công đấy, lao. thì cái người hy sinh đây là Sang Sampo, tức là tên của bố Tên đấy, lên đấy ngọc. đã được công nhận là kiểu như là liệt sĩ đấy. Và ngày tháng bao nhiêu đây, ngày tháng người ghi đây đấy, thì còn hội đồng bộ trưởng ký đây, thì là cái ký nó bị chuột check quét rồi. Thì cái này nó là ông Chan Si ký, thì là của ông thủ tướng trước ông Hun Sen đấy. Còn đây là cái quốc kỳ cũ của nó đấy. Thì còn cái bằng này về nó bây giờ nó chỉ còn là kỷ niệm thôi. Thế về mặt mà giá trị thì nó Không không có giá có, trị không gì có nữa, giá trị với cái đất nước Campuchia giờ của là đất nước không ấy, nó không không có giá trị không nữa. công nhận. Nếu bây giờ mà mẹ đưa cái bằng này cho ông Hun Sen ấy, thì ông ấy nghĩ đây chỉ là một kỷ niệm thôi, Đúng. là trong lịch sử thì có những người từ Từ đấy Campuchia này sang Việt Nam đi học theo hành ông rồi này. Hồ Chí Minh làm cách mạng, thế rồi chết, thì nó chỉ là Chết. cái kỷ yếu của một lịch sử thôi, thì không có giá trị gì đối với tổ quốc Của bên Campuchia đấy bây giờ cả. hả? Không có đất nước Campuchia, nó không có giá trị Thế gì. nhưng mà Thế thấy nhưng đối với Việt Nam thì cái này lại là có giá trị, bởi vì là cái này nó là ghi dấu dấu những cái đồng chí của người ta đã từng chiến đấu, thì là nó có giá trị pháp lý với Việt Nam, là cũng cũng là dạng lịch sử là có những người như thế như thế. Thì cái này bây giờ nó là tác phẩm nghệ thuật, nó là ghi dấu ấn với lịch sử thôi. Thế còn